Vâng, xin mời chào anh em nhé. Trên tay mình đây đang là chiếc Zippo. Và chiếc Zippo này thì khách mình mua bên mình và có khắc luôn anh em nhé. Khách này tên là Trần Đông anh em nhé. Và khách yêu cầu khắc là Đông Trần. Và anh khách này thì sinh năm 94 94 là tuổi Tuất anh em nhé. Thì mua cái cây Zippo hình con chó này và khắc tên của mình vào để phân biệt anh em nhé. Chứ tránh trường hợp là khắc tên hoặc là tránh trường hợp là đi đến đâu khách bạn bè các kiểu thì người ta xin thì khắc vào để cho người ta đỡ xin anh em nhé, mà thậm chí là có làm mất mà khắc cả số điện thoại thì có người ta còn cho xin đấy chứ. Đây cây này thì là cây Zippo Amo anh em nhé, thì mình sẽ bóc ra cho mọi người xem, đồng thời là mình cũng cho anh khách của mình xem luôn anh em nhé. Anh khách ở Đông Hưng Thái Bình. Đây cái sản phẩm này, chất liệu cái cây Zippo này là bằng đồng anh em nhé, và sản phẩm này thì shop mình sẽ bảo hành trọn đời cho khách hàng. Trong quá trình sử dụng nếu mà khách hàng dùng máy bong với hàn bên trên hoặc bên dưới hoặc là gáy lưới gà thì shop mình sẽ bảo hành miễn phí cho khách. Ok, quay trở lại với cái nội dung hôm nay thì ý của mình muốn nói là hôm nay là mình có những cái sản phẩm mà mình muốn, anh em nếu mà muốn khắc ấy, thì bên mình sẽ khắc được cho anh em. Và anh em khắc như thế nào ấy, anh em muốn khắc như thế nào thì anh em phát họa vào giấy cho mình anh em nhé. Ví dụ có một tờ giấy xong anh em phát họa vào, thì trên đây là số điện thoại này, trên đây là ngày tháng năm sinh này, và ở giữa đây là tên chẳng hạn đấy, hoặc ở cạnh hông thì khắc như thế nào thì nói cho mình biết, và mình sẽ demo, gọi là mình sẽ lên cái bản nháp cho anh em nhé. Có những cái phông chữ khác nhau, ví dụ như khách thích cái phông này là phông thư pháp chẳng hạn thì mình sẽ làm cho phông thư pháp và làm thêm cho khách 5-7 mẫu nữa anh em nhé. Và khách khi nào ưng và đồng ý chốt thì mình sẽ làm luôn và mình sẽ khắc và ship đi cho anh em. Đấy. Trong cái trường hợp này nếu như mà Zippo shop mình bán mà mình không khắc anh em nhé, là ví dụ anh em muốn mua một cái Zippo như thế này, tôi muốn mua một cái trơn thì mình sẽ gửi cái trơn này và mình không yêu cầu cọc anh em nhé, đa số là mình sẽ không yêu cầu cọc. Còn nếu như mà khách muốn khắc thì bên mình phải bắt cọc anh em nhé, cọc ít nhất là 50% đơn hàng. Ví dụ cái đơn hàng 1 triệu thì cọc trước 500.000 anh em nhé. Chẳng may ví dụ trong trường hợp chẳng may mà khách mà không nhận ấy, thì mình có thể bỏ cái vỏ đi, mình lấy lại cái ruột mình bán được anh em nhé, chứ không là cái trường hợp mà khắc mà không cọc thì ngày xưa mình cũng đã làm một trường hợp như thế rồi. Đấy. Khách bảo yêu cầu mình khắc cho khách xong rồi mình khắc xong rồi hàng đến nơi khách không nhận ấy. Thì như thế là chỉ cái sản phẩm đó cuối cùng mình cũng bỏ đi mà thôi, lấy được cái ruột thôi. Đấy, từ lúc đấy đến bây giờ là mình bắt đầu là phải cọc anh em nhé, cọc 50% cho những cái đơn hàng khác. Ngoài ra cái chi phí khắc thì là 50.000 một mặt đối với khắc chữ anh em nhé. Khắc chữ ngày tháng năm sinh số điện thoại thì phí khắc là 50.000 một mặt. Bên mình sẽ đi làm demo cho anh em, lúc nào anh em ưng thì mình mới bắt đầu làm anh em nhé. Và những cái đơn hàng khắc thì thường là sẽ lâu hơn 0 cho đến 1 ngày anh em nhé, từ 0 đến 1 ngày. Tôi có lại thấy là ví dụ mình đặt sớm, khách đặt sớm trong buổi sáng thì có thể là hôm đấy mình sẽ gửi luôn. Còn nếu mà khách đặt buổi chiều thì sang ngày mai mình mới gửi được anh em nhé. Đến đây thì mình quay sơ lược về cái sản phẩm này cho khách xem luôn. Và ở trên đây thì có khắc 2 tháng 9 năm 2024, chắc là kỳ lễ, kỷ niệm cái kỳ lễ này, kỳ lễ 2 tháng 9. Mình cũng sẽ bóc ra. Đấy. Sản phẩm thì cũng cho anh em xem luôn. Cái này thì được sản xuất năm 24. Đấy. Và âm thanh sản phẩm đây. Bánh xe rất là bén. Khi mà bên mình yêu cầu cọc nhưng mà khách đến nơi vẫn được bóc tem ra kiểm tra hàng anh em nhé. Khách phải kiểm tra hàng trước mặt biêu tá anh em nhé. Chứ ví dụ biêu tá giao cho một cục hàng xong rồi không kiểm tra trước mặt biêu tá mà đem về nhà xong rồi mới bóc kiểm tra thì bên mình không thể giải quyết được anh em nhé. Ví dụ như trong trường hợp mà khách đã cọc rồi nhé mà có kiểm tra đến nơi chẳng ngoài, ví dụ cái trường hợp nào đó mà bị móc hàng chẳng hạn hay là bị đổi hàng thành cái gì đấy chẳng hạn thì có thể là bên mình còn khiếu nại xử lý được anh em nhé. Nên là cho dù chuyển khoản trước hay là không chuyển khoản thì anh em cũng phải kiểm tra hàng trước mặt biêu tá anh em nhé. Ok, thì trên tay mình đây là cái sản phẩm khắc hình. Nếu như anh em muốn khắc tên
địa chỉ, số điện thoại để sử dụng hoặc làm quà tặng thì cứ liên hệ với shop mình nhé. Mọi thông tin shop mình thì có trên Google hết, anh em cứ lên Google và chữ shipman.vn là ra shop mình nhé. Vâng, anh em xem video cho shop xin đăng ký kênh và một like nhé. Xin chào tạm biệt.